Còn ví dụ như ở trong chùa mình phát hành, tôi thấy phát hành là thần tài, cái ông Phước Lộc Thọ rồi đó, làm sao mà ta nhờ vào ông thần tài này mà người ta làm ra của cả sự nghiệp được? Thờ cái đó là mê tín rồi. Cho nên Phật pháp bất ly thế gian giác, tu theo đạo Phật đừng có đòi hỏi cái gì xa xôi, học giáo lý rồi đem ứng dụng trong đời này, thấy cái đó là biết cái đó là sai. Nếu chùa làm là làm cái đó là sai, phải chỉnh đốn lại thôi. Mình bán, mình là thầy mà mình bán thì đệ tử mình tưởng đâu là thầy, mình bán tính là túng rồi chứ gì. Thế lại mua thần tài về nó thờ, rồi mỗi ngày nó gian giá lại lục thần tài vậy. Rồi con cái nó bảo đi học, con không học ba. Rồi đứa lớn bảo đi làm việc, nó con cũng muốn làm việc nữa ba. Hỏi sao vậy con? Nhà mình có thần tài rồi mà ba. Nếu mà muốn tiền muốn của gì rồi cứ lại mình gian giá ổng, mình có chuyện gì đâu phải học nữa, phải làm lũng gì cho bà công. Thế thì mình lấy gì mình đối khẩu với nó đây?